còn cái chuyện mà tại sao mà một người chứng thiền có thể thấy được các kiếp quá khứ thì về mặt kỹ thuật ấy, để nhớ được kiếp quá khứ nó như thế này nó giống như một người mà lần cái sợi dây đó muốn lần tới đâu mình phải lần tới đó kéo 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 lần 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 tới đó cũng vậy đó một vị mà chứng thiền, ừ, chứng thiền có thần thông. Vì đó muốn biết kiếp trước như thế nào đó. Vì đó phải nhập định và vì đó lần theo lần theo quá khứ, lần theo lần theo cách cái tâm của mình ấy, lần theo cái sự sanh diệt của tâm ấy, lần theo lần từ từ, lần theo cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm Lần xuống từ từ, xuống cách đây mình 5 tuổi, mình 4, 3, 2, 1 tuổi. Thì vào cái thời điểm đó cái tâm mình nó, những cái tâm gì nó xuất hiện. Vì đó quan sát, vì đó quan sát và vì đó lần thêm. Lần cho đến khi mà cò, vào trong thai bào. Và lần cho đến khi mà cái thức tái xanh nó xuất hiện. Và vì đó tiếp tục lần theo cái tâm ấy, lần theo cái tâm ấy. Lần cho đến khi cái tâm cận tử của kiếp trước. Rồi lần tới nữa thì vì đó biết được à kiếp trước là mình là như thế nào Và cứ như vậy vì đó tiếp tục vì đó lần muốn biết được một kiếp thì lần một kiếp muốn biết được năm kiếp thì cứ lần à, một kiếp rồi đó, kiếp thứ hai kiếp thứ ba kiếp thứ tư kiếp thứ năm tức là lần lần từng chuỗi như vậy đó muốn biết kiếp thứ mười thì phải biết đi từ từ đi từ kiếp thứ nhất kiếp thứ hai kiếp thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín thứ mười biết được À, đó là cái kỹ thuật ha cái kỹ thuật à, của à, một vị chứng thiền mà muốn xem xét kiếp quá khứ à, nhưng mà cái tốc độ của tâm ấy rất là nhanh tốc độ của tâm rất là nhanh à, cho nên cái chuyện mà muốn biết được kiếp quá khứ thì à, tùy theo mỗi vị mà tốc độ nhanh chậm khác nhau ha, tốc độ nhanh chậm khác nhau Tuy nhiên nó cũng khá là nhanh ấy, chứ không có quá chậm đâu. Còn riêng trường hợp Đức Thế Tôn do cái ba la mật của Ngài Ngài đã vung bồi các thiện pháp rất là nhiều thành ra đặc điểm của một vị chánh đẳng giác ấy, tâm Ngài rất là nhanh, rất là bén nhạy. Thành ra mình nói là mình ấy, giống như con nít ấy, hai đứa con nít ấy, mà bò từ Sài Gòn ra Hà Nội ấy, mình bò nó chậm lắm ha cả ngày cả tháng mà bò chưa được tới cửa còn ngài đó ngài rất là nhanh à, nhanh nhanh cực kỳ chớp mắt cái là ngài tới rồi đấy do cái năng lực tâm của ngài đó mạnh hơn chúng sanh khác rất là nhiều à, cho nên là ngài muốn biết tới đâu thì ngài biết ngay tới đó rất là nhanh ừ. Ờ, chứ không có cái là một cái kho pháo quân gá đâu ha không có kho pháo quân gái đâu ha quý vị học a tỳ đàm chưa ừ? hả chưa nếu như mà học thì đừng có nói học của sư nha đừng có nói sư dạy a tỳ đàm nha tại quý vị học sư mà quý vị lôi ra quý vị nói cái ba cái vụ này quý vị nói là do ông sư hạnh, học từ ông sư hạnh tuệ thì kẹt cho sư lắm nha ừ?